sáng sớm mẹ cạo đầu con rồi. Mẹ cạo còn sót. Im ru à, ngoan vậy. Mẹ nó nhẹ hiu à. Mẹ cạo luôn cha. Cạo cha con luôn. Hai vợ con xếp hàng. Thì cảnh hai cho con xếp hàng vui á. Mẹ cạo từ bên trái, mẹ cạo sang bên phải ha. Thầy gờ. Đó thầy gờ. Nhất mẹ cạo luôn cái chân mày bây giờ. Cặp chân mày này đang được là huyền thoại đó. Huyền thoại hả? Cặp chân mày này là ai cũng khen đó, cặp chân mày huyền thoại. Hả con? Ngồi lên đi. Ngồi lên cho ba quay đi. Bắn súng rồi. Ghê. Có đồ chơi là ảnh em. Đúng không con? Có đồ chơi là con em gu bà gù. Ok. Dậy sớm ghê. Sớm gì nữa, sớm vậy thành công chứ giờ sao? Cái đầu của con là nói chung phải đẩy đều riết nên nó mới ra đều được. Thì đó. Đúng không? Nó kích thích. Lén quá, đánh bóng nữa là xong. Bơi dầu ăn lên. Bơi dầu dừa. Yeah, wow. Sáng sớm ra. Cá cà. Ý, cười chừng á. Thấy kìa, cười nè. Tiger. Aha. Không biết chuyện gì đang xảy ra hả? Ôi ôi con mắt đẹp. Ôi ôi. À. Con thích cái đó không? Con thích cái đồ chơi đó không? Con thích cái đồ chơi này không? Hả? Đi không? Đi lễ hội bánh mì chơi ba không? Đi không? Đi không? Đi lễ hội bánh mì chơi với ba không? Đi giờ chứ không đông hả? Giờ chưa mở cửa. 9 giờ. Sớm thì đỡ đông chứ. Đi trễ quá đông đó. 9 giờ. Yeah. Yêu. Kiếm gì vậy con? Bây giờ đi ăn sáng cà phê trước đi. Cà phê. Mấy nhà đèn tôi ra cạo hoài. Nhà cha mẹ cạo bên đây đi, nãy giờ mẹ cạo bên kia. Chị. Achoo. À, vui mà, cái này, đây. Ba. Đây, mẹ đưa cái súng cho con nè. Ooh.
Rồi xong một khách, chuẩn bị khách thứ hai bước lên. À, bà. Cái này cạo sát lên nha bà đi. Ừ. Mà êm nữa. Đầu con cũng tròn lắm. Nè, cái này mua cái của hiệu Smarter hả? Smart gì? S-M-A-T-E. Smart. Smart. Đó. Rồi ông cũng coi. Này sạc cái đầu gì đó. Đầu cơ bản. Rồi cho Tiger hớt tóc cho ba đi. Tiger hớt cho ba. Mà an toàn nói cái lưỡi này an toàn lắm mà. Đưa tay vô nó sao á. Đánh bóng rồi. Đánh bóng cho em. Rồi Tiger hớt. Tiger hớt cho ba đi. Tiger hớt cho ba đi. Ui, tù lại. Ui, tù lại. À, tù. Hi hi. Má nhảy nhúng, nhúng nhảy, nhúng nhảy nè. Nhảy nhúng, nhúng nhảy đi. Nhúng nhảy, nhúng nhảy. Thì chú tiểu nhúng nhảy. Chú tiểu nhúng nhảy. Nhìn cái gì nhìn dữ vậy? Nắng kìa. Đây rồi, nhìn nắng kìa. Ôi, nắng xuyên qua khe cửa. Vừa. Vừa. Xuống nấu mì ăn nè. Mày không?